chẳng đang mặt Tunisia, đang mặt Tunisia cái trận này nó bóng lăn là lúc 16 giờ giờ địa phương. Khi mà một cái trận đấu mà nó bắt đầu vào một cái giờ chẵn như vậy á, thì cái hiệp 2 của nó là nó lại thuộc về một cái giờ kế tiếp theo cái nguyên tắc kinh dịch. Thì cho nên là cái trận này thì nó có bốn quẻ vào vào cái hiệp 1, tức là cũng cũng gọi là quẻ chính đi. Thì quẻ chính là quẻ hỏa địa tấn tiên thiên, còn quẻ hậu thiên là sơn hỏa bí. Sang hiệp 2 thì là do là sang 17 giờ bắt đầu hiệp 2 thì là nó làm bước qua giờ khác rồi, thì quẻ tiên thiên là hỏa sơn lử và quẻ hậu thiên là thuần ly. Đại khái bốn quẻ là như vậy. Thì cái quẻ hỏa địa tấn và quẻ sơn hỏa bí là hai quẻ rất là đẹp, rất là tốt đẹp trong kinh dịch. Khi mà mình bói dịch, mình bói về bất kỳ một cái sự kiện gì đó của mình mà mình gặp hai cái quẻ này thì cứ yên tâm là mọi chuyện sẽ là hanh thông tốt đẹp. Tấn là tấn tới mà, tấn tới. Bí là cũng là đẹp rực rỡ. Đan Mạch sẽ không có gì phải lo trước Tunisia hết, đương nhiên là thắng và có khả năng cao là thắng, thuyết phục, thắng động. Cũng cũng về mặt chuyên môn thì tôi thấy là cũng hợp lý thôi. Tôi đánh giá là Đan Mạch là cái đội mà người ta hay gọi là xếp vào cái dạng con ngựa o á, là những cái đội mà không không tính là ứng cử viên vô địch nhưng mà có thể là thành công hơn mong đợi. Thì trong cái hàng ngũ các đội gọi là con ngựa o thì tôi đánh giá Đan Mạch cao nhất. Thường cái nguyên tắc của một cái giải World Cup trong cái thời kỳ hiện đại á, là người ta xếp một cái top 10. Cái thị trường cá cược thì nó còn tùy theo người chơi, nó là một cái vấn đề kinh doanh thuần túy thôi. Người chơi người ta đặt cược vào đội nào nhiều thì cái tỷ lệ nó sẽ giảm đi rồi vân vân, cái đó là theo những cái quy luật của các công ty cá cược. Tuy nhiên nó có một cái xuất phát điểm là trong một bất kỳ một cái kỳ World Cup hiện đại nào thì luôn luôn là người ta xác định ra một cái gọi là top 10. Đội nào mà không được vô top 10 thì coi như là không có hy vọng gì hết. Chúng ta làm gì mà tới 10 ứng cử viên vô địch, thì cái top 10 đó nó định nghĩa là thứ nhất là năm cường quốc ở châu Âu là chúng ta biết rồi, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý. Hai cường quốc Nam Mỹ là Brazil, Argentina, thi thoảng có thêm là đội Uruguay nếu như gặp thời điểm mạnh thì người ta cũng tính vào. Và ở châu Âu người ta tính thêm cả Bồ Đào Nha với Hà Lan là cũng là những cái đội mạnh, thì nó hình thành cái top 10 như vậy. Đặc biệt cái giải năm nay không có đội Ý thì đó là cái chuyện hy hữu thôi. Nhưng một đội bóng mà không nằm trong top 10 thì coi như là không có hy vọng vô địch World Cup. Thì tôi mới nói cái tư thế của Đan Mạch nó rất là thấp, là vì vậy không bao giờ cái đội này mà nó lọt được vô cái hàng ngũ gọi là top 10 hết. Nhưng mà Đan Mạch thì tôi đánh giá rất là cao. Euro vừa rồi là họ vô tới bán kết là rất là hay rồi, và cái giải này thì cũng hay. Christian Eriksen thì sau khi khỏi bệnh trở lại thi đấu cũng rất là thuyết phục. Thì tôi vốn đã chờ đợi cái đội Đan Mạch như là một đội bóng hay ở giải đấu này, thì ngay cái trận ra quân của họ thì bây giờ tôi xin nhắc lại là họ gặp những cái quẻ rất là tốt, hỏa địa tấn và sơn hỏa bí. Nó có một cái nữa là ở đây chúng ta dự đoán một trận đấu cụ thể, tuy nhiên cái trận ra quân của một đội bóng ở một giải đấu lớn thường là cái trận đấu mà nó có thể quyết định cái toàn cục của cái đội đó. Nó giống như khởi đầu đó, người ta nói đầu sôi đôi lọt cũng là những cái chuyện như vậy thôi. Thì tôi rất kỳ vọng vào đội Đan Mạch trong trận đấu đêm nay cũng như là trong cái giải đấu này.